hàng nghìn người đã liên hệ với nhóm đối tượng tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng để mua tiền giả nhưng lại nhận được tiền âm phủ. Trong số 14 người bị khởi tố, Phạm Minh Thành, 26 tuổi, Trần Hoài Tiến, 32 tuổi, Nguyễn Hoài Tâm, 24 tuổi, Nguyễn Hữu Nghĩa, 34 tuổi và Tô Hoàng Bảo Thúy, 24 tuổi, được xác định là nhóm chủ mưu cầm đầu. Vậy nhóm đối tượng này đã làm cách nào để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Theo điều tra, những người nói trên đã tạo các tài khoản Facebook ảo. Sau đó, nhóm này thuê chạy quảng cáo nhằm tạo lượng tương tác cao để rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo. Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch mua bán tiền giả gồm 200.000 đồng tiền thật bằng 5 triệu đồng tiền giả, 250.000 đồng tiền thật bằng 10 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng tiền thật bằng 15 triệu đồng tiền giả, 400.000 đồng tiền thật bằng 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật bằng 22 triệu đồng tiền giả. Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, thực chất các đối tượng rao bán tiền giả, nhưng khi đóng kiện giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng hoặc tiền âm phủ. Cụ thể, khi có khách hàng đặt mua tiền giả, nhóm này sẽ thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó, các loại bột khử mùi xi măng đóng gói vào bên trong hộp, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng. Từ các kiện hàng này, nhóm lừa bán tiền giả gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước. Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đơn hàng mà các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30% đơn hàng được giao đi. Đến đầu tháng 6, thông qua công tác nắm tình hình cùng các thông tin tố giác tội phạm của nhân dân về nhóm bán tiền giả trên, các trinh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc đã vào cuộc xác định đường dây lừa đảo quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Theo lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Đội cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ là lực lượng chủ công phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường xã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh phá án. Sau thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, vào ngày 24 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc chỉ đạo ban chuyên án chia làm 4 mũi, huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 đối tượng liên quan, trong đó có 5 đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và Visa, 19 điện thoại di động, 8 SIM điện thoại. Công an cũng thu giữ nhiều bao tải bên trong chứa tiền âm phủ mệnh giá 200 tỷ đồng và nhiều hộp giấy cắt tông bên trong chứa các loại hoạt chất khử mùi xi măng đã được đóng gói. Công an thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Công an thành phố Bảo Lộc tại số 206A, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, số điện thoại 02633 865 466 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra xử lý vụ án.